anh em. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với Phong Bụp TV. Và không nói nhiều nữa, mình là Phong Bụp đây. Qua 2 tuần vừa qua mình đã không làm video clip cho anh em xem. Vì sao? Mình bị ngã xe. Ok. Nói ra thì rất là vớ vẩn luôn. Nên thôi, thì sau 2 tuần mình đã không tập gì cả. Thì mình sẽ bắt đầu tập lại. Tay mình như này, vẫn hơi đau tí. Nên hôm nay mình sẽ không tập, sẽ cho mấy bạn mình tập. Ok. Thì giờ sẽ bắt đầu luôn những bài tập nào hôm nay. Ok, đây là đây. Ok, đây là bạn Hoàng. Ok. Hoàng sẽ là tập 8 cái cho anh em xem. Bài đầu tiên 8 cái đấy. Đây là bài song tay, là bài ai cũng phải xài được. Riêng mà xài tập bài này ai cũng phải được. Ok. Yes, yes, here we go. Ok anh em. Xong bài đầu tiên là 10 cái. Ok, đáng hết 8 cái thôi, nhưng mà 10 cái thôi mà báo ok cũng được, không sao cả. 10 cái đầu tiên sẽ là nghỉ 10 giây để sang bài thứ 2. Bài thứ 2 sẽ là bài bài thứ ba chúng ta, chúng ta 10 cái. Đây chúng ta bài tập cơ bản từ 3 bài rồi. Ok, xong bài thứ 3 10 giây nhé. Bài test trước 10 cái cho anh em. Test trước. Vào vai cho anh em nhá. Ok, như thế là bài vào vai. Tay mình rất đau rồi. Tay mình rất đau rồi. Còn thế là tập lại từ đầu thôi nhé. Và trong 1 tháng chúng ta sẽ trở lại nữa. Bây giờ Hoàng vào, xong 1 giây vào đi. Ok nhé Hoàng. Chưa mà xanh, chưa mà xanh. Mũi tôi thì cũng đỡ tím. Em nhá, đang quay. Ok. Ok nhé nhá. Đã xong bài thứ 4. Không có nhiều những bài như làm của chúng ta. Bài này là bài kim cương. Bài này là những bài này không có mới đâu. Anh em tập quen tay sau đi đã, tập quen mấy bài chuẩn để chúng ta sẽ tập được kim cương. Và giờ mình sẽ tập trước kim cương nhá. Đang cái đó, thì tay rất đau. Không, tôi sẽ mở cho các em thôi. Với lại các em sẽ mở. Nếu không mở, tôi sẽ mở.
Ok anh em nhá. Hiện tại là con hoàn bài hôm nay mình chỉ và là đây là sự comeback đi. Cái sự comeback trở lại của Phong Mục TV, ok nên mình sẽ quay ít thôi. Ok, không nói nhiều nữa. Mình Phong Mục xin chào tất cả anh em và hẹn anh em ở những video tiếp theo. Ok, bye bye.